Trong tập trước của phần phim Skibidi Titan Hắc Ám, Future Titan Cameraman đã vô tình gặp được Big Titan TV Man xuyên không tới tương lai và cùng nhau đi tìm tên Big Titan Real Man tiêu diệt hắn. Đúng như dự định, một cuộc chiến kinh hoàng cũng đã diễn ra. Tên Real Man bị ép vào đường cùng, khiến hắn không thể nào bỏ chạy được nữa. Kết quả, hắn đã bị Future Titan Cameraman tiêu diệt hoàn toàn. Là nơi này hay sao? Cuối cùng cũng đã tới. Tên Big Titan Real Man hứa bán linh hồn của hắn cho ta để ta càn quét những kẻ nào đối đầu với hắn. Đến lúc rồi, ta phải ra tay hành động thôi. Này, này, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi, Big Titan TV Man. Cậu không sao chứ? Tôi đau quá. Có lẽ sau trận chiến với tên Big Real Man, người của tôi bị hắn khoan thủng nhiều chỗ. Tôi không thể tiếp tục được nữa rồi. Chết tiệt thật. Tình khốn kiếp xấu xa đó. Hắn trước khi chết lại kéo cậu theo. Rồi còn bảo sẽ có một thế lực bí ẩn xấu xa nào đó thay thế hắn, tàn phá thế giới này một lần nữa. Cái gì? Vậy thì cậu hãy đi tìm cái thế lực đó và diệt trừ đi. Cứ bỏ mặt tôi. Không, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ không để cho cậu chết đâu. Tôi sẽ đi tìm những thứ kim loại cần thiết để sửa chữa lại cơ thể cho cậu. Thấy rồi. Một khối lượng sắt thép vô cùng khổng lồ. Chết tiệt. Hình như có những kẻ nào định phóng tay trên của mình. Hôm nay chúng ta thật là may mắn đó. Vô tình là thấy được vật thể sắt thép không gian khổng lồ này. Tha hồ mà nâng cấp cơ thể cho chúng ta. Chết tiệt, mau dừng lại. Thứ đó không thuộc về hai ngươi. Ta đang cần cách nó để cứu mạng một người khác. Hả? Cái gì thế này? Là một Titan à? Chết tiệt, ngươi ở đâu xuất hiện vậy? Sao lại muốn cướp chiến lợi phẩm của chúng ta chứ? Ta cần phải cứu một người đồng đội gấp, nên cần thứ sắt thép đó. Còn các ngươi khỏe mạnh, bình thường, có thể đi tìm vật liệu khác được mà. Hãy nhường nó cho ta. Cái gì chứ? Bọn ta có hai người, còn ngươi chỉ có một. Nhưng bọn ta vẫn nói lý lẽ với ngươi. Còn ngươi thì chẳng biết đúng sai, ngang ngược đòi phóng tay trên của bọn ta là sao? Khốn kiếp, ta không có nhiều thời gian để ở đây tranh luận với các ngươi đâu. Chắc ngươi không cho ta lấy thứ sắt thêm đó thì ta sẽ cướp. Mẹ kiếp, nhìn ngươi cũng sáng sủa đàng hoàng, là một tay thành giống như chúng ta. Nhưng ngươi lại dở trò bẩn thỉu đó à. Nào, tiến lên, ngăn chặn hắn lại, cho hắn một trận đi. Hai tên đáng ghét này, mau cút ra chỗ khác. Ta đang có một người đồng đội bị thương rất nặng, cần những thứ sắt thép như thế này để sửa chữa người cho cậu ấy. Chết tiệt, đó là chuyện của các ngươi, liên quan gì bọn ta? Đây là chiến lợi phẩm bọn ta tìm thấy được, nó thuộc về bọn ta, ngươi không có phần ở đây. Chết tiệt, bọn chúng khá là mạnh. Nếu tiếp tục đánh nhau với bọn chúng, không biết khi nào sẽ kết thúc. Vậy thì mình sẽ cố gắng tiếp cận chỗ sắt thép kia, lấy hết tất cả, rồi nhanh chóng chuồn đi. Hả? Cố kiếp, hắn lấy sắt thép ngoài hành tinh của chúng ta rồi. Mau đuổi theo hắn, ngăn cản hắn lại. Đau quá. Future Cameraman, cậu ở đâu rồi? Tôi không thể tiếp tục chờ cậu đứng nữa. Tiếng gì vậy? Không lẽ cậu ấy đã về? Cuối cùng, ta đã tìm được một tên kẻ thù của Big Titan Real Man rồi. Không, ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Đúng rồi, không lẽ ngươi chính là cái thế lực xấu xa mà tên Big Real Man trước khi chết đã nói hay sao? Không, ta chính là thần biển cả. Tên Big Real Man đã bán linh hồn của hắn và con cháu của hắn cho ta. Đổi lại, ta sẽ diệt trừ tất cả những kẻ nào đối đầu với hắn. Không. Này, Big TV Man, tôi về rồi đây. Khốn kiếp, thưa chết tiệt kia. Tại sao lại giết đồng đội của ta chứ?
lại xuất hiện thêm một kẻ nữa à? Hay lắm, đỡ mất công thằng biển cả ta đây phải đi tìm. Cái gì chứ? Thằng biển cả? Chết, tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Rồi còn tàn sát Skippy đi tái tình bọn ta nữa. Bọn ta có thù có oán gì với các ngươi đâu. Đúng, ta không thù gì với ngươi. Nhưng ta đã có một cuộc giao dịch với tên Big Titan Realman. Và bây giờ, ta sẽ lấy mạng của các ngươi để hoàn thành cuộc giao dịch đó. Chết tiệt. Không lẽ, ngươi chính là thế lực xấu xa mà tên Big Titan Realman đã nói trước khi chết hay sao? Khốn kiếp, vậy thì ta sẽ liều mạng, diệt trừ ngươi để thế giới này được tốt đẹp hơn. Thế giới này không cần lũ nhãi mép các ngươi bảo vệ. Chết hết đi. Chết tiệt. Nhìn kìa. Là tên khốn đã phóng tay chết của chúng ta. Là hai ngươi à? Làm ơn hãy ngăn chặn tinh thần bị cả xấu xa đó lại. Cái gì chứ? Ngươi cướp đồ của bọn ta, rồi bây giờ dám ra lệnh cho bọn ta nữa à? Ngươi tưởng Future TV Man và Future Spider Man bọn ta đây ngu à? Các ngươi là những Future Titan à? Ta cũng là một Future Titan Cameraman đây. Ngươi nói cái gì chứ? Không lẽ ngươi chính là anh hùng đã giết chết là Realman xấu xa hay sao? Không sai, chính là ta và một người đồng đội của ta. Ta cướp lấy sắt thép của các ngươi là để cứu người đồng đội đó. Nhưng thật không ngờ bọn ta đã bị một tinh thần biến cả tấn công. Chết tiệt, sao cậu không nói sớm? Tiếng đồn về cậu đã vang đi rất xa. Cậu đã đem lại yên bình cho hành tinh này. Được rồi, chúng ta sẽ giúp cậu ngăn chặn thứ gọi là thần biến cả đó. Ngươi chưa chết à? Tên khốn kia, ta cảm nhận thế lực đối đầu với Big Titan Realman vẫn còn tồn tại. Cuối cùng ta phát hiện thêm hai kẻ nữa. Chuẩn bị chết chung một chỗ luôn đi. Hắn sau lưng hai cậu kìa. Hãy cẩn thận. Chết tiệt, vậy thì chúng tôi sẽ giúp cậu tiêu diệt tên xấu xa này. Lũ đáng ghét nhãi mép này, các người to gan dám gọi ta là kẻ xấu xa. Vậy thì ta sẽ sử dụng sức mạnh của một vị thần biển cả nhận chìm lấy các ngươi, cho các ngươi biết thế nào là lễ độ. Cầm mồm đi, cái xấu xa kia ngươi không xứng đáng là thần đâu. Tịch biết tay thành Realman là một kẻ xấu xa hắc ám, thằng đã biến thế giới này chìm ngập trong bóng tối đau thương. Vậy mà ngươi lấy giúp đỡ hắn, ngươi không khác gì hắn, đúng là một tên chết tiệt. Bọn ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục. Được rồi các cậu, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ các cậu một tay. Mau đi tìm nhược điểm của tên thần biển cả này, tấn công vào đó, chắc chắn hắn sẽ tan thành mây khói. Lũ nhãi mép, các ngươi thật là phiền phức đó. Đúng vậy, ta là một vị thần, ta không cần biết đúng hay sai. Chỉ cần có một giao dịch có lợi cho ta thì ta sẽ thực hiện. Và bây giờ ta sẽ kết thúc mạng sống của các ngươi, đổi lấy linh hồn của tên Big Realman đó. Cầm mồm, ngươi không xứng đáng trở thành một vị thần. Ngươi là một kẻ xấu xa, ngươi là một kẻ chết tiệt. Vì lợi ích riêng của mình, ngươi sẵn sàng ra tay giết hại những sinh vật tốt khác. Vậy thì hôm nay, bọn ta có chết cũng biết kéo ngươi theo xuống địa ngục. Khốn kiếp, lũ đáng ghét này, các ngươi thật là phiền phức. Ta cảm thấy khó chịu rồi đó. Các cậu nhìn kìa, con hải mã ở phía dưới chân hắn, chính là điểm yếu sức mạnh của hắn tập trung ở đó. Mau tấn công vào đó, chắc chắn hắn sẽ tan xác. Mẹ kiếm các ngươi dừng lại. Thành công rồi. Được rồi các cậu, mau tập hợp lại đi. Chúng ta sẽ trở thành bộ ba Future Titan bảo vệ thế giới tương lai này.